Xin chào mọi người nhé. Hiện tại thì thẩm mỹ Dr. D đang livestream trực tiếp trong phòng tiền phẫu. Đây là cái khu vực mà bác sĩ sẽ đo vẽ thiết kế ngực này, bụng này, mông cho khách hàng trước khi mà bước vào bên trong phẫu thuật. Đây là một chị khách hàng của chúng tôi, thì lát nữa chị sẽ vào bên trong để chị thực hiện rất là nhiều dịch vụ cùng một lúc, mà chúng tôi thường gọi là combo đấy ạ, là vừa làm vùng ngực này, vừa hút cấy mỡ và vừa thực hiện một dịch vụ ở trên mặt nữa, trên gương mặt, dịch vụ tiểu phẫu nữa. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào tất cả các bạn. Đây là một cái ca trong ngày hôm nay, buổi sáng nay, thì đây là một trường hợp mà phẫu thuật rất nhiều dịch vụ trong cùng một lần. Cái khó của cái việc can thiệp này thì chúng ta sẽ phải lên một cái kế hoạch để làm sao rút ngắn cái thời gian phẫu thuật được tối ưu nhất. Cũng rất may là đây là một trường hợp mặc dù can thiệp phẫu thuật nhiều vùng nhưng tất cả các vùng đều rất là đơn giản, vì vậy thời gian phẫu thuật cũng không kéo dài. Trường hợp phẫu thuật lưng ngực đặt túi đơn thuần, chúng tôi chỉ cần thay đổi cái đường chân ngực một chút xíu, do đường chân ngực cũ so với đường chân ngực mới nó khác nhau thôi, và size đặt 300 mb của túi mang to. Đấy, khách hàng có mong muốn thể tích ngực nó to hơn. Đấy. Hai ngực cân nhau tương đối, cái sự là khác biệt nó không có quá nhiều. Cái thứ hai nữa là do cái sự thừa mỡ ở phần bụng trên và bụng giữa cũng hai bên eo. Chúng tôi sẽ lấy bỏ cái lượng mỡ này và cấy vào phần hóp ở hai bên hông, là hai cái phần hõm hông. Thì đây là một cái kỹ thuật cũng đơn giản thôi. Chúng tôi lấy mỡ ra, xong rồi chúng tôi tách chiết và ly tâm để lưu giữ lại những cái tế bào mỡ khỏe nhất cũng như là tốt nhất. Sau đó thì chúng tôi sẽ cấy lại vùng mông ngay trong lúc phẫu thuật. Thì cả hai cái phẫu thuật đấy dự kiến nó kéo dài khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi hoặc là hơn một chút xíu. Ngoài ra thì khách hàng đã thực hiện phẫu thuật lưng mũi trước đây rồi. Tuy nhiên thì do cái kỹ thuật thì cái cấu trúc mũi nó hơi bị vẹo một chút xíu. Vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ có chỉnh sửa để đảm bảo kết quả thẩm mỹ luôn. Đây là một cái ca combo trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì dự tính được kết quả phẫu thuật cũng tương đối khả quan. Và chúng tôi cũng sẽ xác định thời gian phẫu thuật nó kéo dài khoảng hơn 3 tiếng. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả của ngày hôm nay như thế nào. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn bác sĩ, và lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả nhé. Cảm ơn khách hàng ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.